Quyển 77 chương 15 Bồ Tát Điện phần 6. Lại nữa, này thuyết Đường Giả Ẩn Đập Pháp phân biệt giải thoát du giả, nhiếp đạo Samatha và Tỳ Bát Xá Na. Nên biết như trong kinh giải thầm mật, Từ Thị Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát ở trong đại thừa nương vào đâu, trụ ở đâu mà tu Samatha và Tỳ Bát Xá Na? Phật bảo Từ Thị Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, nên biết Bồ Tát lấy giả an lập pháp và lấy nguyện không xả vô thượng chánh đẳng giác làm chỗ nương, làm chỗ an trụ, mà ở trong đại thừa tu Samatha và Tỳ Bát Xá Na. Bạch Thế Tôn, như đã thuyết về bốn chủng sự cảnh sở duyên. Một là sự cảnh sở duyên ảnh tượng có phân biệt. Hai là sự cảnh sở duyên ảnh tượng không phân biệt. Ba là sự cảnh sở duyên tánh biên tế của sự. Bốn là sự cảnh sở duyên việc làm thành xong. Trong bốn chủng này, bao nhiêu là sự cảnh sở duyên Samatha, bao nhiêu là sự cảnh sở duyên Tỳ Bát Xá Na, bao nhiêu là sự cảnh sở duyên của cả hai pháp. Thiện nam tử, một là sự cảnh sở duyên Samatha, đó là ảnh tượng không phân biệt. Một là sự cảnh sở duyên Tỳ Bát Xá Na, đó là ảnh tượng có phân biệt. Hai là sự cảnh sở duyên của cả hai pháp, đó là sự cảnh sở duyên biên tế của sự và việc làm thành xong. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Bồ Tát nương bốn chủng sự cảnh sở duyên Samatha Tỳ Bát Xá Na đây? Năng cầu Samatha, năng khéo Tỳ Bát Xá Na. Thiện nam tử, như ta vì chư Bồ Tát mà sở thuyết giả an lập pháp, chỗ gọi là khế kinh, ứng tụng, ký biệt, phúng tụng, tự thuyết, nhân duyên, thí dụ, bổn sự, bổn sanh, phương quảng, hy pháp, luận nghị. Đối với đây, Bồ Tát khéo lắng nghe, khéo thọ trì, lời khéo thông lợi, ý khéo tầm tư, kiến khéo thông đạt, được đối với như pháp khéo tư duy, một mình ở chốn không nhàn tác ý tư duy. Lại đối với đây, tâm năng tư duy, tâm bên trong tương tục tác ý tư duy. Bồ Tát chánh hành như vậy, nhiều an trụ như vậy, phải thân khinh an và tâm khinh an, đây gọi là Samatha. Bồ Tát năng cầu Samatha như vậy, vì đã thu được thân tâm khinh an là chỗ nương, nên đối với như pháp khéo tư duy, bên trong ảnh tượng sở hành tà ma địa, lại quan sát thắng giải xả lìa tướng tâm, tức ở trong nghĩa sở trì ảnh tượng tà ma địa như vậy, năng chánh chọn lựa, tối cực chọn lựa, tầm tư khắp cả, quán sát xem xét khắp cả, hoặc nhẫn hoặc lạc, hoặc tuệ hoặc kiến hoặc quán, đây gọi là Tỳ Bát Xá Na. Bồ Tát như vậy là năng khéo Tỳ Bát Xá Na. Bạch Thế Tôn, nếu chư Bồ Tát duyên tâm làm cảnh, bên trong tư duy tâm cho đến thân tâm chưa được thanh an, thì sở hữu tác ý nên gọi là gì? Thiện nam tử, chẳng phải tác ý Samatha, chỉ là tác ý tương ưng thắng giải thuận theo Samatha. Bạch Thế Tôn, nếu chư Bồ Tát cho đến thân tâm chưa được thanh an, ở nơi sở hữu các pháp như đã tư duy, bên trong sở duyên ảnh tượng tam ma địa tác ý tư duy, tác ý như vậy nên gọi là gì? Thiện nam tử, chẳng phải tác ý Tỳ Bát Xá Na, chỉ là tác ý tương ưng thắng giải thuận theo Tỳ Bát Xá Na. Bạch Thế Tôn, đạo Samatha và đạo Tỳ Bát Xá Na nên nói là có khác, nên nói là không khác. Thiện nam tử, nên nói là chẳng phải có khác, chẳng phải không khác. Cớ sao chẳng phải có khác? Vì lấy tâm sở duyên cảnh Tỳ Bát Xá Na làm sở duyên. Cớ sao chẳng phải không khác? Vì chẳng phải sở duyên ảnh tượng có phân biệt vậy. Bạch Thế Tôn, ảnh tượng sở hành tam ma địa của các Tỳ Bát Xá Na thì kia cùng tâm đây nên nói là có khác hay nên nói là không khác? Thiện nam tử, nên nói là không khác. Vì cớ sao? Vì ảnh tượng kia chỉ là thức. Thiện nam tử, ta nói sở duyên thức chỉ là chỗ hiển hiện của thức. Bạch Thế Tôn, nếu ảnh tượng sở hành kia tức cùng tâm đây không có khác, vậy thì tâm đây trở lại thấy tâm đây chăng? Thiện nam tử, trong đây không có chút pháp năng thấy chút pháp, nhưng tức tâm đây lúc như vậy sanh, tức có ảnh tượng như vậy hiển hiện. Thiện nam tử, như nương mặt gương đã được lau chùi sáng sạch, lấy chất làm duyên trở lại thấy được bản chất, mà cho là ta nay thấy ở nơi ảnh tượng, và cho là lìa chất riêng có ảnh tượng sở hành hiển hiện. Như vậy, khi tâm đây sanh, thì ảnh tượng sở hành tam ma địa hiển hiện giống như có khác. Bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình trụ tự tánh ảnh tượng sở hành tâm duyên sắc thì kia cùng tâm đây cũng không khác chăng? Thiện nam tử, cũng không có khác, nhưng các ngu phu do hiểu biết điên đảo ở nên ở nơi các ảnh tượng chẳng năng như thật biết, chỉ là thức mà sanh hiểu điên đảo. Bạch Thế Tôn, ngang đầu nên nói là Bồ Tát một hướng tu Tỳ Bát Xá Na,
Thiện nam tử, nếu tương tục tác ý chỉ tư duy tướng tâm. Bạch Thế Tôn ngang đầu nên nói là Bồ Tát một hướng tu Samatha. Thiện nam tử, nếu tương tục tác ý chỉ tư duy tâm không gián đoạn. Bạch Thế Tôn ngang đầu nên nói là Bồ Tát hòa hợp đồng chuyển Samatha và Tỳ Bát Xá Na. Thiện nam tử, nếu tránh tư duy tâm tánh nhất cảnh. Bạch Thế Tôn sao gọi là tướng tâm? Thiện nam tử, đó là ảnh tượng có phân biệt sở hành tam ma địa, sở duyên Tỳ Bát Xá Na. Bạch Thế Tôn sao gọi là tâm không gián đoạn? Thiện nam tử, đó là tâm duyên ảnh tượng kia, sở duyên Samatha. Bạch Thế Tôn sao gọi là tâm tánh nhất cảnh? Thiện nam tử, đó là thông đạt ảnh tượng sở hành tam ma địa chỉ là thức. Nếu thông đạt đây rồi, lại tư duy tánh chân như. Bạch Thế Tôn, Tỳ Bát Xá Na có bao nhiêu chủng? Thiện nam tử, lược có ba chủng. Một là có tướng Tỳ Bát Xá Na, hai là tầm cầu Tỳ Bát Xá Na, ba là quán xét Tỳ Bát Xá Na. Sao gọi là có tướng Tỳ Bát Xá Na? Tức là thuần tư duy ảnh tượng có phân biệt sở hành tam ma địa Tỳ Bát Xá Na. Sao gọi là tầm cầu Tỳ Bát Xá Na? Tức là do tuệ khắp ở trong tất cả pháp kia chưa khéo hiểu rõ, vì khéo hiểu rõ nên tác ý tư duy Tỳ Bát Xá Na. Sao gọi là quán xét Tỳ Bát Xá Na? Tức là do tuệ khắp ở trong tất cả pháp đã khéo hiểu rõ, vì khéo chứng tác cực giải thoát nên tác ý tư duy Tỳ Bát Xá Na. Bạch Thế Tôn, Samatha đây có bao nhiêu chủng? Thiện nam tử, do theo tâm không gián đoạn kia nên biết trong đây cũng có ba chủng, lại có tám chủng, tức là từ sơ tịnh lự cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, mỗi một xứ có một chủng Samatha, lại có bốn chủng, tức là trong bốn vô lượng tứ bi hỷ xả riêng mỗi một chủng vô lượng có một chủng Samatha. Bạch Thế Tôn, như đã thuyết nương pháp Samatha Tỳ Bát Xá Na, lại thuyết chẳng nương pháp Samatha Tỳ Bát Xá Na. Sao gọi là nương pháp? Sao gọi là chẳng nương pháp? Thiện nam tử, hoặc tùy theo sở hữu pháp tướng đã tư duy, đã thọ trì mà ở nơi ấy đắc nghĩa Samatha và Tỳ Bát Xá Na thì gọi là nương pháp, hoặc không chờ đợi sự thọ trì, sự tư duy pháp tướng, chỉ y trì dạy răn dạy trao của người mà ở nơi ấy đắc nghĩa Samatha và Tỳ Bát Xá Na, như quán sanh bầm và quán máu mủ thối rữa, hoặc tất cả hành đều là vô thường, hoặc các hành khổ, hoặc tất cả pháp đều không có ngã, hoặc niết bàn rốt ráo tịch tĩnh, hết thảy loại Samatha và Tỳ Bát Xá Na như vậy gọi là chẳng nương pháp. Do nương pháp đắc Samatha và Tỳ Bát Xá Na nên ta thì thiết Bồ Tát tùy pháp hành là tánh lợi căn. Do chẳng nương pháp mà đắc Samatha và Tỳ Bát Xá Na nên ta thì thiết Bồ Tát tùy tín hành là tánh độn căn. Bạch Thế Tôn, như đã thuyết có duyên riêng pháp Samatha Tỳ Bát Xá Na, lại thuyết có duyên trùng pháp Samatha Tỳ Bát Xá Na, sao gọi là duyên riêng pháp Samatha Tỳ Bát Xá Na? Sao gọi là duyên trung pháp Samatha Tỳ Bát Xá Na? Thiện nam tử, hoặc trừ Bồ Tát duyên từng pháp riêng của khế kinh ở nơi pháp đã thọ trì đã tư duy mà tu Samatha Tỳ Bát Xá Na, đây gọi là duyên riêng pháp Samatha Tỳ Bát Xá Na. Hoặc trừ Bồ Tát duyên tất cả pháp của khế kinh gom lại thành một đoàn một nhóm một phần một tụ rồi tác ý tư duy tất cả pháp đầy thuận theo chân như, hướng đến chân như, nhập vào chân như, thuận theo bồ đề, thuận theo niết bàn, thuận theo chuyển y, hướng đến bồ đề, hướng đến niết bàn, hướng đến chuyển y, nhập vào bồ đề, nhập vào niết bàn, nhập vào chuyển y, tất cả pháp đầy tuyên thuyết vô số vô lượng thiện pháp. Như vậy tư duy tu tập Samatha Tỳ Bát Xá Na, đây gọi là duyên trung pháp Samatha và Tỳ Bát Xá Na. Bạch Thế Tôn, như đã thuyết thì có duyên trung ít phần pháp Samatha Tỳ Bát Xá Na, lại thuyết có duyên trung nhiều phần pháp Samatha Tỳ Bát Xá Na, lại thuyết có duyên trung vô lượng pháp Samatha Tỳ Bát Xá Na. Sao gọi là duyên trung ít phần pháp Samatha Tỳ Bát Xá Na? Sao gọi là duyên trung nhiều phần pháp Samatha Tỳ Bát Xá Na? Sao gọi là duyên trung vô lượng pháp Samatha Tỳ Bát Xá Na? Thiện nam tử, hoặc duyên riêng khế kinh cho đến duyên riêng luận nghị gom lại thành một đoàn rồi tác ý tư duy nên biết đây gọi là duyên trung ít phần pháp Samatha Tỳ Bát Xá Na. Hoặc duyên cho đến các pháp khế kinh đã tư duy đã thọ trì gom lại thành một đoàn rồi tác ý tư duy chẳng phải duyên riêng từng pháp nên biết đây gọi là duyên trung nhiều pháp Samatha Tỳ Bát Xá Na. Hoặc duyên vô lượng giáo pháp Như Lai, vô lượng pháp cú văn tự, vô lượng tuệ chiếu soi rõ ràng về sau gom thành một đoàn rồi tác ý tư duy chẳng do duyên cho đến chỗ tư duy chỗ thọ trì nên biết đây gọi là duyên trùng vô lượng pháp Samatha Tỳ Bát Xá Na. Bạch Thế Tôn, ngàn đầu Bồ Tát gọi là đắc duyên trùng pháp Samatha Tỳ Bát Xá Na. Thì
hiện nam tử do năm duyên nên biết được gọi đắc. Một là lúc tư duy sát na tiêu dùng tất cả sở y thô trọng, hai là lìa chủng chủng tưởng được vui pháp lạc, ba là hiểu rõ vô lượng ánh sáng pháp chiếu soi mười phương tướng không sai biệt, bốn là sở tác thành tựu viên mãn tướng vô phân biệt tương ưng phần thanh tịnh hằng hiện tại tiền, năm là vì khiến pháp thân được thành tựu viên mãn nhiếp thọ nhân truyền thắng diệu về sau. Bạch Thế Tôn, duyên trùng pháp sa ma tha tỳ bát xá na đây, nên biết từ đâu gọi là thông đạt, từ đâu gọi là đắc. Thiện nam tử, từ cực hỷ địa đầu tiên gọi là thông đạt, từ pháp quang địa thứ ba mới gọi là đắc. Thiện nam tử, Bồ Tát sơ nghiệp cũng ở trong ấy mà tùy học tác ý, tuy chưa được xưng khen nhưng cũng chẳng nên vì đó mà nhằm mỏi phế bỏ. Bạch Thế Tôn, sa ma tha tỳ bát xá na đây, sao có danh là có tầm có tứ tam ma địa, sao có danh là không tầm chỉ tứ tam ma địa, sao có danh là không tầm không tứ tam ma địa. Thiện nam tử, ở nơi nhiều chỗ nằm lấy pháp tướng đã tầm tứ hoặc có thô hiển lãnh thọ quá sát các sa ma tha và tỳ bát xá na, đây gọi là có tầm có tứ tam ma địa. Hoặc ở tướng kia tuy không thô hiển lãnh thọ quá sát mà có niệm sáng suốt vi tế lãnh thọ quá sát các sa ma tha và tỳ bát xá na, đây gọi là không tầm chỉ tứ tam ma địa. Hoặc tức nơi tất cả tướng pháp kia đều không tác ý khiến lãnh thọ quá sát các sa ma tha và tỳ bát xá na, đây gọi là không tầm không tứ tam ma địa. Lại nữa, thiện nam tử, hoặc có tầm cầu sa ma tha tỳ bát xá na, đây gọi là có tầm có tứ tam ma địa. Hoặc quán xét sa ma tha tỳ bát xá na, đây gọi là không tầm duy chỉ tứ tam ma địa. Hoặc duyên trùng pháp sa ma tha tỳ bát xá na, đây gọi là không tầm không tứ tam ma địa. Bạch Thế Tôn, sao gọi là tướng chỉ, sao gọi là tướng cử, sao gọi là tướng xả? Thiện nam tử, hoặc tầm trạo cử, hoặc khi sợ trạo cử, khi ấy tác ý các pháp đáng nhàm chán, và tác ý tâm không gián đoạn, đây gọi là tướng chỉ. Hoặc tầm chỉ trệ, hoặc khi sợ chỉ trệ, khi ấy tác ý các pháp đáng vui thích, và tác ý tướng tâm của kia không gián đoạn, đây gọi là tướng cử. Hoặc ở nơi một hướng đạo Samatha, hoặc ở một hướng đạo Tề Bát Xá Na, hoặc ở nơi cả hai đạo song vận chuyển, lúc bị sự nhiễm ô của hai tùy phiền não, khi ấy không dụng công tác ý và chỗ có tác ý trong tâm nhậm vận chuyển, đây gọi là tướng xả. Bạch Thế Tôn, các chúng Bồ Tát tu sa ma tha tỳ bát xá na rõ biết pháp, rõ biết nghĩa. Sao gọi là rõ biết pháp? Sao gọi là rõ biết nghĩa? Thiện nam tử, trừ Bồ Tát kia, do năm chủng tướng mà rõ biết pháp, một là biết danh, hai là biết cú, ba là biết văn, bốn là biết riêng, năm là biết trùng. Sao gọi là biết danh, tức là ở trong tất cả pháp nhiễm tịnh mà thi thiết giả tưởng kiến lập tự tánh. Sao gọi là biết cú, tức là ở trong tập hợp danh kia, năng theo đó mà tuyên thuyết nghĩa nương tựa giữ gìn kiến lập của các tạp nhiễm thành tịnh. Sao gọi là biết văn, tức là chữ nương theo hai loại là danh và cú kia. Sao gọi là ở nơi kia biết riêng, tức là do tác ý sở duyên mỗi loại riêng biệt. Sao gọi là ở nơi kia biết chung, tức là do tác ý sở duyên gom chung. Như vậy tất cả hợp chung là một, gọi là rõ biết pháp. Như vậy gọi là Bồ Tát biết pháp. Thiện nam tử, chư Bồ Tát kia do mười chủng tướng mà rõ biết nghĩa. Một là biết tánh tận sở hữu, hai là biết tánh như sở hữu, ba là biết nghĩa năng thủ, bốn là biết nghĩa sở thủ, năm là biết nghĩa kiến lập, sáu là biết nghĩa thọ dụng, bảy là biết nghĩa điên đảo, tám là biết nghĩa không điên đảo, chín là biết nghĩa tạp nhiễm, 10 là biết nghĩa thành tịnh. Thiện nam tử, tánh tận sở hữu tức là đối với các pháp tạp nhiễm thành tịnh, biết ngàn mé khác nhau của mỗi mỗi phẩm loại riêng biệt. Trong đây được danh là tánh tận sở hữu. Như vậy số 5 uẩn, số 6 nội xứ, số 6 ngoại xứ, tất cả đều biết tánh tận sở hữu của chúng. Tánh như sở hữu tức là trong tất cả pháp nhiễm tịnh sở hữu chân như. Trong đây được danh là tánh như sở hữu. Đây lại có 7 chủng, một là lưu chuyển chân như, đó là tánh tất cả hành không có trước sau. Hai là tướng chân như, đó là tất cả pháp bồ đặc giả la tánh vô ngã và pháp tánh vô ngã. Ba là liễu biệt chân như, đó là tánh của tất cả hành, chỉ là thức. Bốn là an lập chân như, đó là các khổ thánh đế như ta đã thuyết. Năm là tà hạnh chân như, đó là các tập thánh đế như ta đã thuyết. Sáu là thanh tịnh chân như, đó là các diệt thánh đế như ta đã thuyết. Bảy là chánh hạnh chân như, đó là các đạo thánh đế như ta đã thuyết. Nên biết trong đây do điều chuyển chân như, tà hạnh chân như, an lập chân như, mà biết tất cả hữu tình đều như nhau.
Do tướng Trần Như và Liễu Biệt Trần Như mà biết tất cả pháp đều như nhau. Do thành tịnh Trần Như mà biết tất cả thành văn Bồ Đề, độc giác Bồ Đề và vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đều như nhau. Do chánh hạnh Trần Như mà biết việc lắng nghe chánh pháp. Tuệ do sự nhiếp thọ của duyên trùng cảnh giới thủ thắng Samatha và tỳ bát xá na đều như nhau. Nghĩa năng thủ là năm nội sắc xứ hoặc tâm ý thức và các tâm pháp. Nghĩa sở thủ là sáu ngoại xứ, lại nghĩa năng thủ cũng là nghĩa sở thủ. Nghĩa kiến lập là khí thế giới, trong đó kiến lập tất cả các hữu tình giới khả đắc. Đó là ruộng một thôn, hoặc ruộng trăm thôn, hoặc ruộng ngàn thôn, hoặc ruộng trăm ngàn thôn, hoặc một đại địa cho đến ngàn mé biển, hoặc trăm đại địa cho đến ngàn mé biển, hoặc ngàn đại địa cho đến ngàn mé biển, hoặc trăm ngàn đại địa cho đến ngàn mé biển, hoặc một thiện bộ châu, hoặc trăm hoặc ngàn hoặc trăm ngàn thiện bộ châu, hoặc một bốn đại châu, hoặc trăm hoặc ngàn hoặc trăm ngàn bốn đại châu, hoặc một tiểu thiên thế giới, hoặc trăm hoặc ngàn hoặc trăm ngàn tiểu thiên thế giới, hoặc một trung thiên thế giới, hoặc trăm hoặc ngàn hoặc trăm ngàn trung thiên thế giới, hoặc một tam thiên đại thiên thế giới, hoặc trăm hoặc ngàn hoặc trăm ngàn tam thiên đại thiên thế giới, hoặc một muôn ức tam thiên đại thiên thế giới, hoặc trăm muôn ức, hoặc ngàn muôn ức, hoặc trăm ngàn muôn ức tam thiên đại thiên thế giới, hoặc vô số tam thiên đại thiên thế giới, hoặc trăm vô số, hoặc ngàn vô số, hoặc trăm ngàn vô số tam thiên đại thiên thế giới, hoặc vô số tam thiên đại thiên thế giới có trăm ngàn lượng vi trần thải, cả khắp mười phương có vô lượng vô số các khí thế giới. Nghĩa thọ dụng đó là các loại hữu tình. Vì thọ dụng nên nhiếp thọ vật dụng như trước ta đã thuyết. Nghĩa điên đảo tức là ở nơi nghĩa năng thủ kia, hoặc vô thường cho là thường, tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo, hoặc khổ cho là vui, hoặc bất tịnh cho là tịnh, hoặc vô ngã cho là ngã, tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Nghĩa không điên đảo nên biết trái với nghĩa điên đảo. Tướng đây năng đối trị tướng kia. Nghĩa tạp nhiễm là ba chủng tạp nhiễm của tam giới. Một là phiền não tạp nhiễm, hai là nghiệp tạp nhiễm, ba là sanh tạp nhiễm. Nghĩa thành tịnh là chỗ lìa hệ buộc của ba chủng tạp nhiễm nêu trên, sở hữu các pháp bồ đề phần. Thiện nam tử, mười chủng như vậy nên biết nhiếp khắp tất cả các nghĩa. Lại nữa, thiện nam tử, trừ bồ tát kia, do năng rõ biết năm chủng nghĩa mà gọi là rõ biết nghĩa. Những gì là năm nghĩa? Một là biết khắp sự, hai là biết khắp nghĩa, ba là biết khắp nhân, bốn là biết khắp quả đạt được, năm là ở nơi đây hiểu rõ. Thiện nam tử biết khắp sự nên biết, tức là tất cả sở tri hoặc các quần, hoặc các nội xứ, hoặc các ngoại xứ, tất cả như vậy. Biết khắp nghĩa, tức là biết tất cả cho đến sở hữu phẩm lại cảnh sở tri sai biệt, hoặc vì thế tục, hoặc vì thắng nghĩa, hoặc vì công đức, hoặc vì lỗi lầm, vì duyên, vì đời, hoặc vì tướng sanh, hoặc vì trụ, hoặc vì hoại, hoặc vì như bệnh, hoặc vì khổ, tập, hoặc vì chân như thật tế pháp giới, hoặc vì lược rộng, hoặc vì một hướng ký, hoặc vì phân biệt ký, hoặc vì phản vấn ký, hoặc vì sắp xếp riêng, hoặc vì ẩn mật, hoặc vì hiện rõ, hết thảy loại như vậy, nên biết tất cả gọi là biết khắp nghĩa. Biết khắp nhân tức là năng nắm giữ hai phần trước pháp bồ đề, đó là các niệm trụ hoặc chánh đoạn. Biết khắp quả đạt được tức là tỷ nại gia đoạn trừ tham khởi si và các quả xa môn vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tham khởi si, và sở hữu công đức cộng bất cộng thế gian xuất thế gian mà ta đã thuyết ở nơi kia tác chứng. Ở nơi đây hiểu rõ tức là ở trong pháp đầy tác chứng các trí giải thoát, rộng viền huệ tuyên thuyết khai thị tán thán. Thiện nam tử, nằm nghĩa như vậy nhiếp khắp tất cả các nghĩa. Lại nữa, thiện nam tử, trừ bồ tát kia vì năng rõ biết bốn chủng nghĩa gọi là biết nghĩa. Những gì là bốn nghĩa? Một là nghĩa tâm chấp thọ, hai là nghĩa lãnh nạp, ba là nghĩa liễu biệt, bốn là nghĩa tạp nhiễm thanh tịnh. Thiện nam tử, bốn nghĩa như vậy nên biết nhiếp khắp tất cả các nghĩa. Lại nữa, thiện nam tử, trừ bồ tát kia vì năng rõ biết ba chủng nghĩa gọi là biết nghĩa. Những gì là ba? Một là nghĩa văn, hai là nghĩa nghĩa, ba là nghĩa giới. Thiện nam tử, nghĩa văn tức là danh thân, nghĩa nghĩa lại có mười chủng. Một là tướng trần thật, hai là tướng biết khắp, ba là tướng vĩnh viễn đoạn, bốn là tướng tác chứng, năm là tướng tu tập, sáu là tướng trần thật kia có tướng phẩm sai biệt, bảy là tướng năng y sở y phụ thuộc lẫn nhau, tám là tức biết khắp hết thảy các pháp chướng làm chướng ngại, chín là tức thuận theo tướng pháp kia, mười là không biết khắp thảy và biết khắp hết thảy tướng công đức quá hoạn. Nghĩa giới bao gồm năm chủng giới: một là khí thế giới, hai là hữu tình giới, ba là pháp giới, bốn là sở điều phục giới, năm là gia hạnh điều phục giới. Thiện nam tử, ba nghĩa như vậy nên biết nhiếp khắp tất cả nghĩa. Bạch Thế Tôn,
hoặc rõ biết nghĩa tuệ do nghe mà thành tựu, hoặc rõ biết nghĩa tuệ do tư mà thành tựu, hoặc rõ biết nghĩa tuệ do tu mà thành tựu samatha, tỳ bát xá na, đây có sai khác gì? Thiện nam tử hoặc chư bồ tát có tuệ do nghe thành tựu, thì lương văn như những điều đã thuyết, thì tiến đến chưa khéo, chưa hiện tại tiền, tùy thuận giải thoát, chưa năng lãnh thọ thành tựu nghĩa giải thoát. Hoặc chư bồ tát có tuệ do tư mà thành tựu, cũng chỉ lương văn, chẳng phải chỉ như thuyết, ý tiến đến cũng đã khéo léo, chưa hiện tại tiền, chuyển thuận giải thoát, chưa năng lãnh thọ thành tựu nghĩa giải thoát. Hoặc chư bồ tát có tuệ do tu mà thành tựu, cũng lương văn, cũng chẳng lương văn, cũng như thuyết ấy, cũng chẳng như thuyết ấy, y tiến đến năng khéo léo, ở nơi sự sở tri, ảnh tượng đồng phận sở hành tam ma địa hiện tiền, cực thuận giải thoát, đã năng lãnh thọ thành tựu nghĩa giải thoát. Thiện nam tử, đây gọi là ba chủng biết nghĩa sai biệt. Bạch Thế Tôn, chúng chư Bồ Tát tu Samatha Tỳ Bác Xá Na, biết pháp, biết nghĩa, sao gọi là trí, sao gọi là kiến? Thiện nam tử, ta tuyên nói hai chủng trí và kiến có vô lượng môn sai biệt. Này ta sẽ vì ông được thuyết tướng kia. Nếu sở hữu diệu tuệ do tu tập duyên trùng pháp Samatha Tỳ Bát Xá Na mà thành, đây gọi là trí. Nếu sở hữu diệu tuệ do tu tập duyên riêng pháp Samatha Tỳ Bát Xá Na mà thành, đây gọi là kiến. Bạch Thế Tôn, chúng chư Bồ Tát tu tập Samatha Tỳ Bát Xá Na do tác ý nào, trừ khiển các tướng gì, trừ khiển thế nào? Thiện nam tử, do tác ý chân như mà khiển trừ tướng pháp và tướng nghĩa. Nếu lúc ở nơi danh đầy và tự tánh danh ấy đã được vô sở đắc, cũng chẳng quan tướng của kiên nương, như vậy trừ khiển. Như ở nơi danh thì ở nơi cú, ở nơi văn, ở nơi tất cả nghĩa nên biết cũng vậy. Cho đến lúc ở nơi cõi giới và tự tánh cõi giới đã được vô sở đắc, cũng không quan tướng của kiên nương, như vậy trừ khiển. Bạch Thế Tôn, các sự rõ biết tướng nghĩa chân như, tướng chân như đầy khá có thể trừ khiển không? Thiện nam tử, ở trong sự rõ biết nghĩa chân như đều không có tướng, cũng không chỗ đắc, vậy trừ khiển cái gì? Thiện nam tử, ta thuyết lúc rõ biết nghĩa chân như năng học phục tướng của tất cả pháp nghĩa, chẳng phải liễu đạt đây là năng học phục điều gì khác? Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn thuyết thì khí nước vẩn đục dụ bất tịnh, cương dụ cho suối bị khuấy, ao dụ cho không khảm nhiệm, quan sát tướng ảnh hiện ở bề mặt nước, nếu năng khảm nhiệm thì trái với tướng trên. Như vậy nếu có người không khéo tu tâm thì chẳng thể khảm nhiệm quan sát như thật sở hữu chân như, nếu khéo tu tâm thì khảm nhiệm quan sát. Đây nói những gì? Năng quan sát tâm nương chân như nào mà tác thuyết ấy? Thiện nam tử, đây nói ba chủng năng quan sát tâm, tức là năng quan sát tâm do nghe thành tựu, hoặc năng quan sát tâm do tư thành tựu, hoặc năng quan sát tâm do tu thành tựu, nương liễu biệt chân như mà tác thuyết như vậy. Bạch Thế Tôn, như vậy khi Bồ Tát rõ biết pháp nghĩa, vì trừ khiển các tướng nên sinh tu giả hạnh, có bao nhiêu chủng tướng khó thể trừ khiển, dụng cái gì năng trừ khiển? Thiện nam tử, có 10 chủng tướng không năng trừ khiển, những gì là 10? Một là vì rõ biết pháp nghĩa nên có chủng chủng tướng vạn tự để dùng tất cả pháp không năng tránh trừ khiển. Hai là vì rõ biết nghĩa an lập chân như nên có tướng của tánh sanh trụ diệt, sanh trụ dị diệt tương tục tùy chuyển, để dụng tướng không và trước sau không năng tránh trừ khiển. Ba là rõ biết nghĩa năng thủ nên có tướng luyến tiếc thân và ngã mạn, để dụng nội không và vô sở đắc không năng tránh trừ khiển. Bốn là rõ biết nghĩa sở thủ nên có tướng luyến tiếc tài bảo, để dụng ngoại không năng tránh trừ khiển. Năm là rõ biết nghĩa thọ dụng tương ứng nam nữ thừa sự vật dụng, nên có tướng vui thích bên trong, có tướng tịnh diệu bên ngoài, để dùng nội ngoại không và bổn tánh không năng tránh trừ khiển. Sáu là rõ biết nghĩa kiến lập, nên có tướng vô lượng, để dùng đại không năng tránh trừ khiển. Bảy là rõ biết nghĩa vô sắc, nên có tướng tịch tĩnh giải thoát bên trong, để dùng hữu vi không năng tránh trừ khiển. Tám là rõ biết nghĩa tướng chân như, nên có tướng bồ đặc giả là vô ngã và tướng pháp vô ngã, hoặc tướng thức và tướng thắng nghĩa, để dùng sẽ rốt ráo không, vô tánh không, vô tánh tự tánh không và thắng nghĩa không năng tránh trừ khiển. Chín là do biết nghĩa chân như thành tịnh nên có tướng vô vi, tướng không biến đổi, để dùng vô vi không, vô biến dị không năng tránh trừ khiển. Mười là tức ở nơi tướng kia đối trị tánh không, tác ý tư duy nên có tướng tánh không, để dùng không không năng tránh trừ khiển. Bạch Thế Tôn, khi 10 chủng tướng được trừ khiển như vậy, những gì được trừ khiển? Từ những tướng nào mà được giải thoát? Thiện nam tử, trừ khiển tướng ảnh tượng sở hành tạng mà điện, từ tướng tạp nhiễm phược mà được giải thoát.
kia cũng được trừ khiển. Thiện nam tử, để khiển trừ tướng phải nói lấy không để đối trị nên biết thủ thắng hơn cả. Nhưng chẳng phải mỗi một không mà có thể đối trị tất cả tướng. Thế như vô mình chẳng phải chẳng năng sanh các pháp tạp nhiễm như sanh cho đến lão tử. Nhưng thủ thắng hơn chỉ thuyết năng sanh ở nơi hành. Vì các hành đây là duyên rất dễ gần gũi, trong đạo lý đây nên biết cũng vậy. Bạch Thế Tôn, trong đây những không gì là tướng chung của tánh không? Nếu chư Bồ Tát rõ biết đây rồi, ở nơi tướng tánh không không bị hoại mất, lìa tăng thượng mạng. Bấy giờ Thế Tôn khen ngợi Từ Thị Bồ Tát rằng: lành thay thiện nam tử, như ông mới năng thỉnh hỏi Như Lai thâm nghĩa như vậy, khiến chư Bồ Tát ở nơi tướng tánh không không bị hoại mất. Vì cớ sao? Thiện nam tử, nếu chư Bồ Tát ở nơi tướng tánh không bị hoại mất, bèn là hoại mất tất cả đại thừa, cho nên ông phải lắng nghe kỹ, ta sẽ vì ông thuyết trung tướng tánh không. Thiện nam tử, nếu ở trong tướng y tha khởi và tướng viên thành thật, rốt ráo xa lìa tánh của tất cả phẩm loại tạp nhiễm thành tịnh, tướng biến kế sở chấp và đối trong đây đều vô sở đắc, như vậy gọi là tướng trung của tánh không ở trong đại thừa. Bạch Thế Tôn, Samatha và Tỳ Bát Xá Na đây đang như bao nhiêu chủng thắng tam ma địa? Thiện nam tử, như ta đã thuyết vô lượng thành phàm Bồ Tát, Như Lai có vô lượng chủng thắng tam ma địa, nên biết Samatha, Tỳ Bát Xá Na đều năng nhiếp tất cả đây. Bạch Thế Tôn, Samatha và Tỳ Bát Xá Na đây lấy gì làm nhân? Thiện nam tử, thanh tịnh giới và thanh tịnh văn từ thành tựu chánh kiến lấy làm nhân của đây. Bạch Thế Tôn, Samatha và Tỳ Bát Xá Na đây lấy gì làm quả? Thiện nam tử, tâm thiện thanh tịnh và tuệ thiện thanh tịnh lấy làm quả đây. Lại nữa, thiện nam tử, sở hữu tất cả thiện pháp thế gian và xuất thế gian của thanh văn trừ Như Lai thảy, nên biết đều là quả sở đắc của Samatha Tỳ Bát Xá Na đây. Bạch Thế Tôn, Samatha và Tỳ Bát Xá Na đây năng làm nghiệp gì? Thiện nam tử, thứ tự nào khiến giải thoát hai phược làm nghiệp, đó là tướng phược và thô trọng phược. Bạch Thế Tôn, như Phật sở thuyết thì trong năm chủng hệ buộc, bao nhiêu là chướng Samatha, bao nhiêu là chướng Tỳ Bát Xá Na, bao nhiêu là chướng cả hai? Thiện nam tử, biến tiếp thân mạng, tài bảo, tà chướng Samatha. Ở nơi các thánh giáo không được tự tại tùy dục là chướng Tỳ Bát Xá Na. Tướng vui tạp trụ, vui không biết đủ là chướng cả hai. Do chướng thứ nhất khiến không thể phát khởi tu tập. Do chướng thứ hai khiến sự tu tập gia hạnh không đến rốt ráo. Bạch Thế Tôn, trong năm cái đây, bao nhiêu chướng Samatha, bao nhiêu chướng Tỳ Bát Xá Na, bao nhiêu chướng cả hai? Thiện nam tử, trạo cử ác tác là chướng Samatha. Hồn trầm thụy miên, nghi là chướng Tỳ Bát Xá Na, tham dục sân khỏe nên biết chướng cả hai. Bạch Thế Tôn, ngàng đầu gọi là đắc đạo Samatha thanh tịnh viên mãn. Thiện nam tử, khéo trần tránh trừ khiển cho đến sở hữu hồn trầm thụy miên, ngàng đầy gọi là đắc đạo Samatha thanh tịnh viên mãn. Bạch Thế Tôn, ngàng đầu gọi là đắc đạo Tỳ Bát Xá Na thanh tịnh viên mãn. Thiện nam tử, khéo trần tránh trừ khiển cho đến sở hữu trạo cử ác tác, ngàng đầy gọi là đắc đạo Tỳ Bát Xá Na thanh tịnh viên mãn. Bạch Thế Tôn, nếu lúc chư Bồ Tát tu Samatha và Tỳ Bát Xá Na hiện tại tiền có bao nhiêu chủng pháp tán động nơi tâm? Thiện nam tử, nên biết có 5 chủng. Một là tác ý tán động, hai là ngoại tâm tán động, ba là nội tâm tán động, bốn là tướng tán động, năm là thô trọng tán động. Thiện nam tử, nếu chư Bồ Tát xả tác ý tương ứng đại thừa, rời trong các tác ý tương ứng thành phần độc giác, đây là tác ý tán động. Hoặc đối với năm diệu dục bên ngoài, các tướng tạp loạn mà có tâm tư tùy phiền não. Đối với cảnh sở duyên bên ngoài, tâm buông thả điều tán, đây là ngoại tâm tán động, hoặc do hôn trầm cùng với tụy biên, hoặc do chìm đắm, hoặc do ái vị tà ma bát đề, hoặc do thuận theo sự nhiễm ô của một trong số các tùy phiền não của tà ma bát đề. Đây gọi là nội tâm tán động. Hoặc nương tướng bên ngoài, bên trong tác ý tư duy các tướng sở hành đẳng trì gọi là tướng tán động. Hoặc bên trong tác ý làm duyên sanh khởi sở hữu các thọ, do thần thô trọng kế chấp ngã khởi mạng gọi là thô trọng tán động. Bạch Thế Tôn, Samatha và Tỳ Bát Xá Na đây, từ Bồ Tát địa đầu tiên cho đến Như Lai địa, năng đối trị chướng nào? Thiện nam tử, Samatha và Tỳ Bát Xá Na đây, ở trong địa thứ nhất, đối trị chướng phiền não tạp nhiễm. Sành tạp nhiễm, nghiệp tạp nhiễm của đường ác. Ở địa thứ hai đối trị chướng lầm phạm vi tế hiện hành. Ở địa thứ ba đối trị chướng dục tham. Ở địa thứ tư đối trị chướng ái vị và ái pháp. Ở địa thứ năm đối trị chướng một hướng, hướng đến niết bàn.
một hướng trái bỏ sanh tử. Ở địa thứ 6 đối trị chướng ở nơi tướng nhiều hiện hành. Ở địa thứ 7 đối trị chướng ở nơi tướng hiện hành vi tế. Ở địa thứ 8 đối trị chướng ở nơi vô tướng tác dụng công. Ở nơi hữu tướng chẳng được tự tại. Ở địa thứ 9 đối trị chướng không được tự tại trong tất cả chủng ngôn từ thiện xảo. Ở địa thứ 10 đối trị chướng không được chứng đắc pháp thần viên mãn. Thiện nam tử Samatha và Tỳ Bát Xá Na đây ở Như Lai địa đối trị phiền não chướng và sở tri chướng cực vi tế, tối cực vi tế. Do năng vĩnh viễn hại diệt chướng như vậy nên chứng đắc rốt ráo tất cả trí kiến không đắm trước, không ngần ngại. Đường nơi sở duyên việc làm thành tựu viên mãn, kiến lập pháp thân tối cực thành tịnh. Bạch Thế Tôn, sao gọi là Bồ Tát vì nương Samatha Tỳ Bát Xá Na sinh tu hành chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện nam tử, nếu chư Bồ Tát đã đắc Samatha và Tỳ Bát Xá Na nương bảy chân như và trong pháp như đã lắng nghe, đã tư duy do tâm định thủ thắng nên ở trong khéo định sâu, ở trong khéo tư duy xứ lượng, ở trong khéo an lập, ở trong chân chánh tư duy tánh chân như. Vị kia ở trong chân chánh tư duy chân như như vậy nên đối với tất cả tướng vi tế hiện hành, tâm hãy còn xả bỏ, hạ hướng tướng thô. Thiện nam tử, nói đến tướng tế, tức là tướng tầm chấp thọ, hoặc tướng lãnh nạp, hoặc tướng liễu biệt, hoặc tướng tạp nhiễm thành tịnh, hoặc tướng trong, hoặc tướng ngoài, hoặc tướng trong ngoài, hoặc tướng ta phải tu hành, lợi tất cả hữu tình. Hoặc tướng chánh trí, hoặc tướng chân như, hoặc tướng khổ tập diệt đạo, hoặc tướng vô vi, hoặc tướng hữu vi, hoặc tướng thường, hoặc tướng vô thường, hoặc tướng khổ có tánh biến đổi, hoặc tướng khổ có tánh không biến đổi, hoặc tướng khác với tướng hữu vi, hoặc tướng đồng với tướng hữu vi, hoặc tướng biết tất cả là tất cả, đã có tất cả, hoặc tướng bồ đặc giả là vô ngã, hoặc tướng pháp vô ngã. Nếu lúc tầm kia hiện hành tướng như vậy, tức liền xả bỏ. Vì kia đã nhiều an trụ hành chỉ như vậy, ở từng giai đoạn, từ tất cả hệ buộc, cái, tán động, khéo tu trị tâm, từ đây về sau, nơi bảy chân như, tự bên trong chứng đắc từng chân như một, thông đạt trí sanh khởi, gọi là kiến đạo. Do đắc đầy nên gọi là nhập Bồ Tát chánh tánh ly sanh, sanh nhà Như Lai, chứng đắc địa đầu tiên. Lại năng thọ dụng uy đức thủ thắng của địa đầy, do ở thời trước đã từng đắc Samatha và Tỳ Bát Xá Na, đã đắc hai chủng sở duyên, là sở duyên ảnh tượng có phân biệt và sở duyên ảnh tượng không phân biệt. Ở thời này lại đắc kiến đạo liền chứng đắc sở duyên biên tế của sự, càng về sau càng thắng tiến tu đạo ở trong tất cả địa, tức cũng tác ý tư duy ba chủng sở duyên như vậy. Thì như có người lấy chi tiết tế để trừ khiển chi tiết thô, như vậy Bồ Tát được đầy phương tiện dùng chi tiết ra khỏi chi tiết để trừ khiển tướng bên trong. Do đây tất cả tướng phần thuận theo tạp nhiễm thầy đều được trừ khiển, vì tướng đã trừ khiển nên thô trọng cũng diệt sạch. Vì vĩnh viễn hại diệt tất cả tướng thô trọng, lần hồi ở nơi các địa về sau, tâm được điều luyện như phương pháp luyện vàng, cho đến chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lại đắc sở duyên việc làm thành tựu viên mãn. Thiện nam tử, Bồ Tát như vậy, bên trong chánh tu hành Samatha và Tỳ Bát Xá Na, chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, sao gọi là tu hành dẫn phát uy đức rộng lớn của Bồ Tát? Thiện nam tử, nếu chư Bồ Tát khéo biết sáu xứ, liền năng dẫn phát sở hữu uy đức rộng lớn của Bồ Tát. Một là khéo biết tâm sanh, hai là khéo biết tâm trụ, ba là khéo biết tâm xuất, bốn là khéo biết tâm tăng, năm là khéo biết tâm giảm, sáu là khéo biết phương tiện. Sao là khéo biết tâm sanh? Như thật biết 16 hành tâm sanh khỏi sai biệt. Đây gọi là khéo biết tâm sanh, 16 hành của tâm sanh khỏi sai biệt. Một là thức sanh, do không thể nhận biết, kiên cố trụ khí, đó là A Đà Na thức. Hai là thức sanh do sở duyên trùng trùng tướng hành, như ngay lúc nắm giữ cảnh giới tất cả sắc có thức sanh do ý phân biệt hiện khởi, hoặc ngay lúc nắm giữ cảnh giới trong ngoài có hiểu biết cảm thọ, hoặc ngay ở nơi một niệm hơi thở nháy mắt hiện nhập nhiều định, thấy nhiều cõi nước Phật, nhiều chư Như Lai có thức sanh do ý phân biệt hiện khởi. Ba là thức sanh do sở duyên tướng ít, đó là thức hệ buộc dục giới. Bốn là thức sanh do sở duyên tướng nhiều, đó là thức hệ buộc sắc giới. Năm là thức sanh do sở duyên tướng vô lượng, đó là thức hệ buộc không vô biên xứ và thức hệ buộc thức vô biên xứ. Sáu là thức sanh do sở duyên tướng vi tế, đó là thức hệ buộc vô sở hữu xứ. Bảy là thức sanh do sở duyên tướng ngần mé, đó là thức hệ buộc phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tám là thức sanh do vô tướng, đó là thức xuất thế và thức duyên diệt. 9 là thức sanh do đồng hành khổ,
đó là thức địa ngục. 10 là thức sanh do đồng hành với nhiều thứ thọ, đó là thức dục hành. 11 là thức sanh do đồng hành hỷ, đó là thức sơ tịnh lự và đệ nhị tịnh lự. 12 là thức sanh do đồng hành lạc, đó là thức đệ tam tịnh lự. 13 là thức sanh do đồng hành không khổ không lạc, đó là thức từ đệ tứ tịnh lự cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. 14 là thức sanh do đồng hành nhiễm ô, đó là thức tương ứng các phiền não và tùy phiền não. 15 là thức sanh do đồng hành thiện, đó là thức tương ứng các thiện pháp như tín. 16 là thức sanh do đồng hành vô ký, đó là thức không cùng tương ứng với kia. Sao gọi là khéo biết tâm trụ, như thật rõ biết liễu biệt chân như? Sao gọi là khéo biết tâm xuất, như thật biết đã thoát khỏi hai chủng phược, là tướng phược và thô trọng phược? Do khéo biết đây, để khiến tâm tử như vậy mà ra khỏi. Sao gọi là khéo biết tâm tăng, như thật biết tâm năng đối trị tướng phược, thô trọng phược. Khi tướng phược, thô trọng phược hoặc tăng trưởng hoặc tích tập, tâm đây cũng được tăng trưởng, cũng được tích tập. Như vậy gọi là khéo biết tâm tăng. Sao gọi là khéo biết tâm giảm, như thật biết tướng tạp nhiễm và thô trọng tạp nhiễm sở đối trị tâm. Khi tướng tạp nhiễm và thô trọng tạp nhiễm hoặc suy thối hoặc tổn giảm, tâm đây cũng suy thối, cũng tổn giảm. Như vậy gọi là khéo biết tâm giảm. Sao gọi là khéo biết gia hạnh, như thật biết giải thoát, thắng xứ cùng với biến xứ, hoặc tu tập hoặc trừ khiển. Thiện nam tử, Bồ Tát như vậy, hoặc đã dẫn phát, hoặc sẽ dẫn phát, hoặc hiện dẫn phát uy đức rộng lớn của chư Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn đã thuyết, ở trong vô dư ý bát niết bàn giới, tất cả các thọ đều vĩnh viễn diệt, không sót thừa. Ở đây các thọ nào vĩnh viễn diệt? Thiện nam tử, tóm yếu thì có hai chủng thọ vĩnh viễn diệt, không sót thừa. Những gì là hai? Một là thọ sở y thô trọng, hai là thọ quả cảnh giới của kia. Thọ sở y thô trọng có bốn chủng. Một là thọ sở y có sắc, hai là thọ sở y không sắc, ba là thọ quả thô trọng đã thành tựu đầy đủ, bốn là thọ quả thô trọng chưa thành tựu đầy đủ. Thọ quả đã thành tựu đầy đủ tức là thọ hiện tại, thọ quả chưa thành tựu đầy đủ tức là nhân thọ vị lai. Thọ quả cảnh giới của kia cũng có bốn chủng, một là thọ nương giữ, hai là thọ vật dụng, ba là thọ thọ dụng, bốn là thọ luyến tiếc. Và trong hữu dư y niết bàn giới, tất cả thọ quả chưa thành tựu đầy đủ đã diệt, lãnh nhận đối trị để được cái thọ do minh xúc sanh khởi, cho đến lãnh nhận và cái thọ kia đồng có, hoặc quả của cái thọ do minh xúc kia đã thành tựu đầy đủ. Bây giờ tất cả hai chủng thọ đều diệt, chỉ hiện lãnh thọ, cái thọ do minh xúc sanh khởi. Và trong vô dư y niết bàn giới, khi bát niết bàn, đây cũng vĩnh viễn diệt, cho nên nói rằng ở trong vô dư y niết bàn giới, tất cả thọ vĩnh viễn diệt không sót thừa. Bấy giờ Thế Tôn thuyết lời ấy xong, bảo Tử Thị Bồ Tát rằng: lành thay thiện nam tử, ông này khéo năng thỉnh hỏi Như Lai về chỗ nương thành tịnh viên mãn vô cùng tận của diệu đạo Du Già. Ông ở nơi Du Già đã được quyết định thiện xảo, đã vì ông mà tuyên thuyết thanh tịnh viên mãn vô cùng tận của diệu đạo Du Già. Tất cả bậc chánh đẳng giác quá khứ vị Lai đã thuyết, sẽ thuyết đều cũng thuyết như vậy. Cho thiện nam tử, thiện nữ nhân đều nên y đầy dõng mãnh tinh tấn chân chánh tu học. Lúc ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa ấy mà tụng kệ rằng: ở trong giả lập pháp Du Già, nếu hành phóng dật mất nghĩa lớn, y chỉ pháp đây và Du Già, nếu tránh tu hành đắc đại giác, thế có sở đắc cầu thoát nạn. Hoặc cho thấy đây là đắc pháp, kia chối Tử Thị xa Du Già, thì như đại địa cùng hư không, chuyên trí lợi sanh không dấu tích, ngộ rồi siêng tu lợi hữu tình, bậc trí hành vậy vô lượng kiếp, liền được lìa nhiễm vui tối thượng. Nếu nhân vì dục mà thuyết pháp, kia danh xà dục lại thủ dục, ngu si đắc pháp, bảo vô giá trở lại hạnh khất thực du hành. Nơi say đắm nói bản hí luận, phải xả phát khởi thượng tinh tấn, vì độ chư thiên cùng thế gian, nơi Du Già đây ông phải học. Bấy giờ Tử Thị Bồ Tát lại bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, ở trong pháp môn giải thâm mật đây, giáo đây nên gọi là gì? Tôi phải phụng trì thế nào? Phật bảo Tử Thị: đây gọi là giáo liễu nghĩa Du Già. Ở nơi giáo liễu nghĩa Du Già đây ông phải phụng trì. Khi thuyết giáo liễu nghĩa Du Già đây, ở trong đại hội có 600.000 chúng sanh phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, 300.000 thanh văn xa trần địa cấu, ở nơi các pháp đắc pháp nhãn tịnh, 150.000 thanh văn tâm đắc giải thoát, cao lậu vĩnh viễn tận, 75.000 Bồ Tát thành tựu đắc ý Du Già rộng lớn.